Đỉnh sao bằng dây mà zero tiền. Còn dây mà T mong muốn đầy error. À, sẽ đánh không nổi chứ. 40 đỡ rồi nha. 50 đỡ rồi nha. À, giết vậy thôi chứ muốn gì nữa trời là trời. Anh em thấy con chuột có lọc không? Nói cho nái sao á, nó bị vậy á anh em. Nidiri nhà ăn red xong nó ganh kìa lóc ơi. Chơi có kiểu vậy luôn á hả? Giờ chơi kiểu nhắc vậy luôn á hả? 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 Chùa hả? Nó chơi giờ ở dây mới 8 mùi đâu. À, mới 6 mùi đâu không lực hả? Cho nó hay xíu rồi nó găng. Rồi ok nha, tôi cảm ơn thông tin bổ ích của ông nha nha. Phải tí dưới ông biệt tôi à. Có một sự thật y hỏi hoài nên trả lời là ở VNJ có thể win chim của tô chỉ có một là zero. Ờ, thiệt con tàu, thiệt con tàu. Nãy giờ đồng nãy nó ngồi chết đó nha. Huy Thai 2311 đã rescan 10.000 đồng. ACK anh. Nãy giờ là bóp sức mạnh. Đánh ác lắm luôn nha. Dây 2019 rồi y win chắc bú. Anh em nào muốn gọi là dây si 2019 cho lọc á. Chiếm một đi. Huy Thai 2311 đã huy scan 10.000 đồng. Hai hơi nhiều nha, nhưng để tí anh Lộc dắt đi ăn kèm hết mặt cười. Còn
gì. Hay lóc ơi, cố lên lóc ơi, tập trung 100% nào. Áp lực này nhân 2. Mùa này anh gánh đủ. Rồi nó ăn còn một chiếc máu. Mày dùng tay lên cái qua kêu. Mày này phải bên ta kêu đó, qua kêu hết đó. Anh đây anh em ơi. Ôi mày ố. Chúng mày ai da má vậy trời ai da.